Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề Doanh nhân Cần Thơ khát vọng vươn xa, đồng hành cùng phát triển. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng hơn 400 doanh nhân tiêu biểu. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã có thêm 1.218 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Như vậy, hiện nay thành phố đã có khoảng 11.000 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 130.000 tỷ đồng. Thời gian qua, thành phố luôn thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn vươn xa. Trong thời gian tới, sẽ duy trì việc tổ chức hiệu quả thực chất hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng tổ chức trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo thành phố, các sở ngành với các doanh nghiệp theo mô hình cà phê doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp và người dân. Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn đồng hành tiếp sức cùng với đội ngũ doanh nhân để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng phát triển cả về lượng và chất, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cảm ơn sự đồng hành của lãnh đạo thành phố trong suốt những năm qua. Tại buổi lễ diễn ra việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 16 tập thể, 4 cá nhân của Hiệp hội và các doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.